tới thứ ba nha. Mày không anh nói sao không chắc. Test đút cho chạy nước đó, như phút 2 phút 25 phút vậy đó, hơi lên lên biết liền. Họ đa số máy bán phải không, là người ta test cho anh là chỉ đề lên chạy đâu đút nước gì đâu, là hơi ra ông nghe nó chưa kịp cái hơi nó là ta tắt rồi. Rồi cái máy test vậy đó là anh mua về anh yên tâm luôn à. Chốt trong anh ở xã Ngọc Chánh của chú chị, bỏ lên xe liền trở về luôn anh. Con này là 3T63 13 ngựa, cua 3050. Hỗ trợ đâu mới được. Dạ gió cũ đó anh ơi, mà lâu lâu có chiếc. Bà tì xong ba cái điện của chú anh chị. Chốt cho ông anh nó Ngọc Chánh về ông anh không đi cân tôm nha.